Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin Hội Nông dân Tây Ninh của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. 6 tháng đầu năm, Hội Nông dân các cấp thực hiện hiệu quả nhiều phong trào. Mô hình tổ xử lý túi ni lông góp phần bảo vệ môi trường. Cải thiện thu nhập từ mô hình nuôi bò sinh sản kết hợp vỗ béo. Từ đầu năm đến nay, khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, trong đó có Hội Nông dân tỉnh là khối trưởng, đã phát động nhiều phong trào thi đua tích cực, hưởng ứng, tham gia thực hiện hiệu quả nhiều phong trào góp phần đạt chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Năm 2024, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã có hơn 72.800 hộ nông dân đăng ký danh hiệu nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Có hơn 85.000 hộ hội viên nông dân đăng ký, cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Có 88 mô hình bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu được xây dựng. Hội nông dân cấp cơ sở đã phối hợp mở 21 lớp dạy nghề, sau học nghề giới thiệu 472 học viên có việc làm. Phong trào chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, giúp gần 300 hộ hội viên thoát nghèo, cày đất trả chậm được 187 hecta, 1.300 ngày công, phát động cán bộ, hội viên thực hiện tuần lễ gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo năm 2024. Tổng số tiền gửi huy động được trong đợt cao điểm là hơn 20,4 tỷ đồng. Các cấp hội vận động xây 20 căn nhà mái ấm nông dân với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng, góp vốn xây vòng hơn 1,2 tỷ đồng. Các cấp hội còn hỗ trợ cho gia đình nông dân có con em tham gia nghĩa vụ quân sự về vốn để phát triển sản xuất được 21 hộ với tổng số tiền là 730 triệu đồng. Hội Nông dân thị trấn Dương Minh Châu vừa tổ chức hội nghị tổng kết mô hình tổ xử lý túi ni lông. Đến dự có ông Trịnh Thế Giao, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Dương Minh Châu. Năm 2015, Hội Nông dân thị trấn Dương Minh Châu đã thành lập mô hình tổ xử lý túi ni lông với 6 thành viên. Ban đầu, mô hình triển khai thực hiện thí điểm trên địa bàn, sau đó nhân rộng ra toàn thị trấn. Tính đến 6 tháng đầu năm 2024, tỷ lệ người dân trên địa bàn thị trấn có đăng ký thu gom rác đạt gần 70,5% dân số. Sau gần 10 năm thực hiện mô hình tổ xử lý túi ni lông đến nay, lượng rác thải túi ni lông thải ra ở những nơi công cộng ngày càng ít đi. Hội viên nông dân và nhân dân đăng ký thu gom rác thải sinh hoạt hàng ngày ngày càng tăng. Qua đó, giảm đi lượng rác thải túi ni lông ra môi trường bên ngoài, ý thức về phân loại rác thải của người dân ngày càng nâng lên. Hội Nông dân huyện Châu Thành vừa phối hợp với trạm khuyến nông huyện triển khai khoa học kỹ thuật chăn nuôi gà theo hướng hữu cơ cho hội viên nông dân trên địa bàn xã Hòa Thạnh. Tại buổi tập huấn, các hội viên đã được cán bộ trung tâm khuyến nông huyện hướng dẫn quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng gà hữu cơ, cách xây dựng, vệ sinh chuồng trại, phun hóa chất tiêu độc khử trùng, lịch dùng thuốc và vaccine cho gà và một số bệnh thường gặp và biện pháp phòng trừ. Hội Nông dân huyện cũng đề nghị các hội viên cần tiếp thu nghiêm túc các kiến thức, kỹ thuật để áp dụng vào thực tế đạt hiệu quả cao. Hội Nông dân huyện Tân Biên cũng vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền an toàn thực phẩm năm 2024 cho cán bộ hội viên, nông dân trên địa bàn. Tại buổi tuyên truyền, hội phổ biến kiến thức, quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản, thực phẩm chất lượng, an toàn, nhằm nâng cao nhận thức và cung cấp kiến thức cho nông dân về an toàn thực phẩm. Ngoài ra, hội còn phổ biến kinh nghiệm về mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, áp dụng quy trình sản xuất, kinh doanh và tổ chức liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn theo chuỗi giá trị, sơ chế, chế biến sản phẩm đặc thù OCOP. Với mục tiêu chuyển đổi vật nuôi có hiệu quả, phát triển mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương, mô hình chăn nuôi bò sinh sản kết hợp vỗ béo trên địa bàn ấp Bầu Rã, xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, giúp hội viên nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Gia đình anh Khúc Ngọc Trung và chị Cao Thị Ninh ngụ ấp Bầu Rã, xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên. Vào năm 2019, gia đình anh chị có vay nguồn vốn giải quyết việc làm cho nông dân 50 triệu đồng và vay nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân là 25 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình. Anh chị mua được 2 con bò cái sinh sản và quá trình chăn nuôi đến nay, đàn bò của gia đình được 18 con.
Ngoài mang lại hiệu quả về kinh tế, việc thực hiện mô hình còn giúp hội viên phát huy tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ hỗ trợ nhau, tạo sức lan tỏa trong phong trào phát triển kinh tế giúp nhau thoát nghèo của hội viên nông dân trên địa bàn xã Thạnh Bắc. Vừa qua, Hội Nông dân xã Cầu Khởi tổ chức giải ngân nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân huyện cho 20 hộ nông dân thuộc dự án chăm sóc tre xanh lấy măng. Với tổng nguồn vốn giải ngân là 600 triệu đồng, mỗi hộ được vay vốn 30 triệu đồng, thời gian cho vay trong vòng 24 tháng. Việc giải ngân lần này nhằm mục đích hỗ trợ vốn cho hội viên, nông dân đầu tư dự án chăm sóc tre xanh lấy măng, giải quyết việc làm, giúp được 20 hộ nông dân khó khăn ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, hướng đến việc phát triển, nhân rộng mô hình chăm sóc tre xanh lấy măng đạt hiệu quả tại địa phương. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Hội Nông dân hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong số phát sóng tiếp theo vào lúc 9:20 Chủ nhật hàng tuần trên kênh TTV11 và các hạ tầng OTT của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh.